chuột xa hũ gạo. Một con chuột rơi vào trong lưu gạo, số gạo trong lưu vẫn còn một nửa, điều này khiến nó rất vui mừng. Sau khi xác định là không có nguy hiểm gì, nó liền ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn trong cái lưu gạo. Rất mau, lưu gạo sắp cạn kiệt, nhưng nó vẫn tiếp tục ở lại trong lưu. Cuối cùng, gạo đã ăn hết, chuột ta mới phát hiện rằng mình không thể nhảy ra ngoài được nữa,